Có một tia hy vọng trong cuộc chiến này là Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố rằng nước này đã đạt được một thỏa thuận với quân đội của Ukraine cùng đảm bảo an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Cụ thể, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã phát biểu như sau tại một cuộc họp báo. Đã đạt được thỏa thuận với nhân viên quân sự thuộc tiểu đoàn của Ukraine là bảo vệ nhà máy này về an ninh chung của các đơn vị điện. Nhà ngoại giao Nga này cũng cho biết thêm, Moscow có ý định nỗ lực hơn nữa để bảo đảm an ninh cho nhà máy điện hạt nhân Chernobyl nằm trên lãnh thổ của Ukraine. Bà cũng cảnh báo về các âm mưu phá hoại nhà máy này. Quân đội Nga và Ukraine đang cùng nhau bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Chernobyl. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã cho biết lính dù Nga và lực lượng vệ binh quốc gia Ukraine đang canh gác nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, đồng thời cũng công bố một đoạn video đã cho thấy binh sĩ của hai nước đang canh gác tại địa điểm từng xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong toàn bộ lịch sử ngành năng lượng hạt nhân của thế giới. Binh sĩ của cả hai quốc gia hiện đảm bảo an ninh tại các đơn vị của nhà máy điện, các kho chứa nhiên liệu đã qua sử dụng và máy vòm bảo vệ được xây dựng để niêm phong lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các nhân viên nhà máy điện vẫn làm việc bình thường và môi trường hạt nhân tại khu vực này vẫn rất an toàn. Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl là nơi xảy ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử vào năm 1986 khi lò phản ứng số 4 gặp sự cố. Một cổ quan tài thép khổng lồ, mất nhiều năm để xây dựng. Giờ đây bao phủ cấu trúc đổ nát, xung quanh lò phản ứng đã bị tê liệt, nhưng sẽ vẫn còn phóng xạ trong nhiều năm tới.